Có bao giờ các bạn lên trên Google và các bạn tìm kiếm hình ảnh của một sản phẩm hoặc là một dịch vụ nào đó chưa? Ví dụ như là mình lên trên Google và mình gõ là thiết kế cảnh quan sân vườn đẹp, thì Google sẽ đề xuất cho chúng ta rất là nhiều cái hình ảnh giống như thế này, và chúng ta bấm vào xem tất cả để xem thêm những cái hình ảnh mà Google đã đề xuất cho chúng ta. Và chúng ta bấm vào một cái hình ảnh bất kỳ thì sẽ có thông tin về giá của cái sản phẩm và dịch vụ đó, cũng như là kèm theo cái địa chỉ web. Và chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ ra trang web nguồn của cái hình ảnh đó, và trên đây sẽ có số điện thoại, thông tin các thứ. Và từ đó chúng ta có thể dễ dàng gọi để mua cái sản phẩm, để gọi để tư vấn cho một cái dịch vụ mà chúng ta đang quan tâm. Thế thì khách hàng họ cũng làm tương tự như vậy với cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Giả sử các bạn đang bán một cái mặt hàng nào đó, và khi mà chúng ta viết bài lên trên website của mình và chúng ta kèm theo cái hình ảnh, thì có thể cái hành vi của khách hàng của bạn, họ cũng vào Google và họ search cái từ khóa, sau đó họ bấm vào cái tab hình ảnh để họ đi tìm cái hình ảnh. Và nếu như các bạn làm tốt cái việc này thì khách hàng họ dễ dàng họ nhìn thấy cái hình ảnh của bạn, và họ có thể gọi cho bạn hoặc là vào website của bạn để tìm hiểu thông tin về sản phẩm và dịch vụ của bạn. Do đó mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó thông qua bài học này, đó là cách tối ưu hình ảnh chuẩn SEO. Và cái việc này là cái việc chúng ta thường xuyên phải làm khi các bạn cập nhật nội dung, cập nhật bài viết lên trên website của các bạn. Và để làm cái điều này thì đầu tiên thì các bạn cần phải có cái hình ảnh, đúng không? Chúng ta đăng bài thì chúng ta sẽ phải có hình ảnh, thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái hình ảnh. Chuẩn bị hình ảnh. Ví dụ mình đang có một cái hình giống như thế này, cái laptop và ly cà phê. Rồi ok. Cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải quan tâm đó chính là tên của cái bức hình này. Thì nó đã đặt đúng cái từ khóa mà các bạn dự kiến khách hàng họ đi tìm hay chưa? Hoặc là đặt giống như là cái tiêu đề bài viết hay chưa? Nếu như mà nó xuất hiện những cái từ khóa linh tinh mà chưa giống như vậy thì các bạn cần phải chỉnh sửa lại tên của bức ảnh trước. Thì để đổi lại tên thì các bạn chỉ cần chuột phải và chọn rename thôi. Ví dụ như là mình đặt là, giả sử mình viết một cái bài viết đó là viết bài ví dụ như là kiếm tiền bên ly cà phê chẳng hạn, thì mình đặt là cái này là kiếm tiền bên ly cà phê đó. Kiếm tiền tại nhà bên ly cà phê. Rồi, sau khi các bạn đổi tên xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành làm thêm một số thứ nữa, đúng chung là chúng ta sẽ đưa những từ khóa vào mô tả vào bức hình này. Thì các bạn sẽ chuột phải vào bức hình và các bạn sẽ chọn là property, cái hàng cuối cùng ha. Sau đó các bạn sẽ chọn cái tab là detail. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là title nè, rồi subject, rồi rating, task, comment. Các bạn điền đầy đủ hết cái thông tin này vào. Thì ở đây cái chữ title này là cái tiêu đề. Thì mình sẽ copy lại cái tên. Mình sẽ copy lại cái tên của cái bức hình này, mình dán vào. Và cái subtitle này ở đây mình cũng để như vậy luôn. Cái subject mình cũng để như vậy luôn ha. Rồi, ở đây thì cái rating thì mình sẽ cho là 5 sao. Ok nha. Rồi tag. Tag ở đây chính là cái từ khóa giúp cho Google tìm thấy hình ảnh của bạn. Thì các bạn cũng có thể là dán cái tiêu đề này vào và các bạn sẽ bấm lại chấm phẩy. Ở đây từ khóa mình muốn hướng đến đó là kiếm tiền tại nhà. Kiếm tiền tại nhà. Thì các bạn lên trên Google, các bạn search như thế này để chúng ta lấy thêm những cái từ khóa. Những cái từ khóa mà nó liên quan đến cái chữ là kiếm tiền tại nhà. Ví dụ như là kiếm tiền tại nhà cho phụ nữ. Google nó gợi ý từ này có nghĩa là rất là nhiều người đang quan tâm đến đang quan tâm đến cái từ khóa này nha các bạn. Rồi. Kiếm tiền tại nhà không cần vốn.
Mỗi từ khóa thì cách nhau bằng cái dấu chấm phẩy. Kiếm tiền tại nhà bằng điện thoại. Đó, các bạn sẽ chọn cái từ khóa mà liên quan đến đến sản phẩm và dịch vụ của bạn nha. Comment thì mình sẽ dán xuống cái tên của cái hình ảnh. Thì mình muốn nhắc lại ngay chỗ cái từ khóa này một chút. Cái từ khóa chính là những cái từ ngữ mà khách hàng, người dùng họ vào Google để họ tìm kiếm. Thì các bạn sẽ lựa chọn những cái từ khóa liên quan đến sản phẩm, liên quan đến dịch vụ của các bạn mà các bạn gõ, thì có những cái từ ngữ nó được gợi ý ở đây. Thì các bạn sẽ lấy một số từ các bạn đưa vào đây. Thì các bạn sẽ có được cái bộ từ khóa mô tả cho cái bức hình này, nó liên quan đến những cái chủ đề này đó. Thì Google nó sẽ hiểu được rằng cái hình này thì nó liên quan đến cái chủ đề này, thì khi mà ai đó search những từ khóa này thì nó dễ dàng nó đề xuất cái hình ảnh này ra cho các bạn. Sau khi các bạn đã chọn xong rồi thì các bạn sẽ bấm lưu ha. Thì ở đây nó sẽ có một số cái ô nữa, đó là tác giả rồi hình, rồi cái hình ảnh đồ này kia. Thì nếu như mà các bạn xuyên á thì các bạn điền vào đây. Ví dụ như là cái hình ảnh của người chụp này thì các bạn có thể điền tên công ty của các bạn. Các bạn điền tên công ty của các bạn ha, bản quyền các thứ thì các bạn cũng điền là tên công ty của các bạn luôn. Đó. Chúng ta sẽ điền đầy đủ vào. Rồi. Sau khi các bạn làm xong rồi các bạn bấm apply và các bạn bấm ok. Thế thì khi mà chúng ta làm xong cái bước này thì chúng ta được một cái bức hình với tên là chuẩn chỉnh, cũng như là cái mô tả hình ảnh này chuẩn chỉnh, đầy đủ mô tả. Rồi, sau đó các bạn sẽ upload cái hình này lên trên website của bạn. Trong bài viết trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn viết bài rồi. Thế thì mình sẽ thao tác lại một chút. Mình chọn là viết bài mới. Và bây giờ thì mình sẽ đưa cái hình ảnh này lên trên trang web. Thì để đưa hình ảnh lên trên trang web á, thì các bạn sẽ chọn là thêm media. Sau đó các bạn sẽ chọn là tải lên ha. Tải lên ở đây. Chọn tệp tin. Và các bạn sẽ chọn vào cái file hình ảnh mà các bạn đã tối ưu rồi. Và chúng ta sẽ điền đầy đủ các thông tin ở đây. Ví dụ như là tiêu đề. Tiêu đề thì các bạn sẽ điền ở đây ha. Rồi. Văn bản thay thế thì các bạn sẽ điền cái từ khóa mà mô tả nội dung của cái hình này lên, hoặc là tên hình. Rồi. Chú thích và mô tả các bạn điền tương tự như vậy. Cân chỉnh thì trên web thì thường chúng ta sẽ chọn là canh giữa. Và cái kích cỡ của hình ảnh thì các bạn sẽ chọn là kích thước đầy đủ. Kích thước đầy đủ nha. Như vậy là chúng ta đã tối ưu thêm một lần nữa cái việc là chúng ta sẽ đưa cái hình ảnh lên trên website của mình. Và các bạn bấm là chèn vào bài viết. Thì như vậy là cái bức hình này á, nó được canh giữa với kích thước đầy đủ, có nghĩa là cái full size của cái bức ảnh này. Đồng thời cái ảnh này thì các bạn đã đưa từ khóa, đưa những cái từ ngữ mô tả nội dung của cái bức ảnh này, thì có thể là Google nó sẽ dễ dàng nó ưu tiên, nó đưa cái hình ảnh của bạn lên trên những cái kết quả đầu khi mà người ta tìm kiếm ở trên Google. Như vậy trong video này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tối ưu hình ảnh chuẩn SEO một cách là cơ bản nhất cho những bạn mới tiếp cận.
và hy vọng rằng clip này sẽ giúp ích cho các bạn và giúp cho các bạn có nhiều khách hàng hơn. Và nếu các bạn cảm thấy video này có ý nghĩa và các bạn mong muốn rằng các bạn sẽ xem được những video tương tự như thế này, thì các bạn hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm like video và bấm vào cái quả chuông thông báo để mỗi lần mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được những video từ mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.